Thôi khắp công ty đã có rồi nè. Đấy. Sợ hai sợ hai. Anh này vô vô nè. Em vừa xíu cho anh thêm bình oxy đấy nè. Anh có thở oxy không? Cây okay, rớt rồi, cây rất là nhiều nhá. Nice em ơi. Thật sự này server này rồi, hiệu ứng thời khắp công ty. Sự kiện trước trên đây à? Kiện này hơi hơi xấu nha. Hay cậu không? Ui cái gì đây, đây rồi. Thời khắc của đạt Aloha tí tỏa sáng anh em à. Đấy rồi, đấy rồi. Hãy cậu đã có cái giá của hòa bình X3 nè. Hay có X3 đấy rồi, đây rồi. Đồng vàng với đồng bạc của lồng vàng với lại đen con đạt lô ha đấy rồi. Đồng vàng hay là gì đó này. Cậu ước nhé, hãy có cậu ước nhé. Có tí cái 3 sao nè ngon. Rồi lấy sinh sôi luôn, ok. Nên công ty gì đó X2 bao. Ui sao chép mà ngon vậy. Đi xuống hay ủa bạn đi xuống cái này à? Đi xuống nhá, ừ, phải đi xuống hay hơn đấy. Đi xuống đây. Màu xanh có một xanh lá đẹp rồi ấy rồi, màu xanh lá đã có, màu xanh lá đã có này, tí tí gì đó và đó là ui yes sir em ơi, thật sự hay là hay. Đấy rồi, độc ác à. độc ác, sao độc ác cái này. Ngon quá nhưng mà rồi phải này tí giao dịch là lụm hết em ơi. Tí giao dịch à cũng được. Ở đây thì stop mấy vậy sao may mắn mà này, thắng rồi anh à, đúng rồi mà thắng thắng ở đây hai hai đấy. Cửa hàng chỉ nhắn thầm mọi dung. Ok, bây giờ hào nhoáng luôn. Thật sự hào nhoáng cái này. Hào nhoáng. Ui, vậy lại bỏ hai cái hai sao được hai cái ba sao à. Lời nhờ hay ui hay lại là đúng một cái được hai cái nè, thật xà lời. Ủa phải này có tí thế này à, được ấy phải này mà quỷ lời nhé, lời ấy. Được ấy chúng ta có hai cậu hay đen đồng vàng đấy. Ui đi xuống là hợp lý ấy nhờ, lấy xong hai cậu hay đen đồng vàng mới đi xuống nè, hợp lý mày có clip à kiểu rớt nhá, ngày hay hay đây rồi phải này hồi máu cả đi hay này nguy hiểm quá đây mà còn full buff luôn nhá, rồi vô bắn cái vô này. Game dễ rồi anh ơi. Anh ơi cho em cách lấy công ty hòa bình. Y em phải xài 6 loại stat khác nhau để chúng ta vượt qua được độ khó mồi nhé. Chúng ta sẽ mở được cái công ty hình hòa bình. Bán à? Không. Alo hai à, chưa chưa có bán nha, phong vân kỳ kỳ không. Là hai chỉ có quảng bá với cái shop thôi. Chủ yếu là hợp tác để quảng cáo. Alo hai chưa chưa bán nha. Rồi hai. À này có tí gì đó này. Ui đánh luôn. Ui cái gì đấy. Từ từ nhá, bình tĩnh nha, từ từ anh em à. Và này phải có tí bình tĩnh đấy. Vai chịu hơn hơi căng này. Và này sợ hơi căng không. Bốc lên cái này. Từ từ anh em, phải này phải tí bình tĩnh đấy, bình tĩnh nhá. Từ bình tĩnh hoa này ấy. Từ từ bình tĩnh này, từ từ bình tĩnh hoa này luôn này. Bình tĩnh đấy. Rồi hay quá rồi, hay quá. Sao chép bằng ngon. Này sao chép rồi, sao chép đi xuống này mình lời à, sao chép đi nào cũng lời nữa, hợp lý chép đi nào cũng lời. Rồi hai 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 rồi lụm luôn. Có gì đó này sao kỳ văn à, kỳ gì vậy, cái gì ít ơi đâu kỳ đó, thiết bị hồi sinh đã có này, hãy tí hồi sinh vui 1.200 mạnh là giờ tí đồng bạc với lại đập sớm là đẹp anh em ạ. Rồi mua có nhiều ấy nhiều anh em ạ, thực sự cần mua đấy, sợ cần 7 phút luôn hãy nhận luôn. Nice. Hợp lý. Rồi đấm luôn này. Strelum mà cửa hàng máy móc. Công ty gì đó. Ui bảo hộ ngon. Mua đi. Bởi không đủ để mua anh em ạ. Ờ này có giá chưa giàu lắm. Tí còn bảo hộ này ngon này. Lấy thêm cái chủ phú đi. Ok hôm nay mua hết luôn anh em ạ. Hợp lý cứ nhiều bấy nhiêu đi. Làm ta giàu rồi. giàu rồi khóc à, khóc à này à. chưa khóc nữa, chỉ hơi rén xíu thôi. Ui ngon vậy, hợp lý nha. Này giao dịch đâu, cái giao dịch pha này cũng không cần lắm anh em à, để giao dịch vô này hơi hơi không có giàu lắm á, vô trò chơi lại hay. Trò chơi này mình vừa có vật thể lạ này, vừa có mảnh nữa. Ừ vô trò chơi đấy, trò chơi thì lời hơn này. hợp lý cái này có cái bị tải nữa, tải tải xe bát luôn. Ôi ngon. hợp lý nè, vô đây lời hơn, đây lời hơn nhá. Đây sẽ bắt về đi anh ơi, ok giờ sẽ cần ơi.
chưa làm phát quả 10 triệu đam đã phết anh nhỉ, đúng rồi luôn á. Chuyện đấy rồi dừng cái đi mà, cái này có một ô à, từ nhớ phải tính tính toán rồi. Hay dừng này, thành công dừng này, phải này chờ này, chờ nó quay lên cái này nó ngược dòng rồi. Hay dừng, nice, lượm cả ba, lượm cả ba, thật sự lượm cả ba pha này. Ở đấy lượm cả ba đi nhá, huyền sao chở hàng từ từ vào cảng. Rồi làm tí x3 phần qua đẹp này, x3 ruin mấy không thì đó ngon ngon không, ui phải x2 rồi. Hai thì căng ấy nhá, còn làm tí chít chít em mà cái sốt sò này cứ lấy chít là ngon thôi. Cái chít này hợp lý ấy, sự kiện gãy vũ công toàn cầu này, đi xi sang mây anh nhá. Ui lời đấy, thêm một lần nữa nè, hay ui rồi ngon đấy nhá, thật sự hay, sợ hay. Rồi bảo hộ này ngon, hợp lý, hợp lý đấy. Full nhau hay Acheron giờ anh chắc chắn Acheron rồi, em muốn Acheron nhá. Hello cái chạy ok ở bên TikTok nhá, tôi bảo hộ chứ lọ nè, mình bảo hộ pha này mặc quỷ. Ok cái này cũng ngon đấy, rồi giao dịch 300 mảnh này, hợp lý, hợp lý, hợp lý đấy. Cái vòng quay vận mở này hôm trước có cả ruin may luôn, không biết game lỗi hay tính năng nữa. Này có tỷ lệ mà, này là nó có tí tỷ lệ, lâu lâu nó lại có ruin mây. Cái thưởng cũng vậy đó, cái thưởng lâu nó cũng cho tao tí tỷ lệ khá là ngon. Rồi ngon thế, có tình hồn này. Này có một cái vật hệ lạ mà giảm giá lại ngon này nè. Này đúng kiểu vật hệ lạ giảm giá phát là mình lụm ngay. Sợ lụm ấy. Rồi hay. Bớt diệt vong à. Lấy qua nếu hợp lý á, mình có khiên mà. Có khiên, có khiên, có khiên. Hợp lý, hợp lý, hợp lý. Phần này có khiên anh em mà ngon đấy. Rồi mua hết luôn hãy. Thực sự không có giàu lắm ở này mà, nhưng không sao. Tuy không giàu lắm mà sự cũng có tí gì đó sức mạnh đi. Cho nên tôi sẽ lấy ra bát bỏ vô để người ta nổ cho đau đau anh em nhé. Hay mặt quỷ luôn á. Game này tâm lý á nha. Biết mình đang hết mạnh vũ trụ cho mặt quỷ này. Ngon. Làm tí gì đó vật lý với lôi. Vật lý với lôi. Còn đánh chơi nhé. Dưới mập mập này lại dậm dậm mình lại thổ xuyên ngay. Anh tôi có khiên, tôi có khiên này. có khiên anh em rồi, hay bỏ xe bát vô. Rồi pop lên này rồi, hay bỏ bu soi luôn. Mày chắc cú em, mày chắc cú hay hơn. Mày còn đánh chắc là ông ta bị quái lụm ngay. Dù hôm qua ấy, đi lờ nó bị quái lụm xâm lờ luôn em. Rồi hay, một kiếm này. Nổ cái demo chứ. Nổ cái demo cái này. Hay 102.000 thôi. Ôi thế. Nổ hơi ít đấy nhờ. Nổ con này hơi ít á. 2.1 em thấy được khá nhiều nát, thấy lấy Acheron với chấm chi lên được không? Được nha Hà Tú ơi. Anh thấy nửa đầu chúng ta đủ ngọc để roll Acheron này. Rồi sau đó ta nửa phay 2 chúng ta cũng sẽ đủ ngọc để roll chấm. Nên may mắn thì chúc con này giờ chúc ai may mắn. Ủa rồi nổ 2 vàng là đẹp luôn này. Nên may mắn là ta sẽ có luôn Acheron với chấm chi lên. Đúng vậy. Rồi hai búp lên, rồi nhảy búp lên rồi chi lên. Một kiếm hay có tí kỵ luôn. Ôi mạnh mẽ nha, được đấy. Vậy là cái phản chấn là đẹp anh chứ. Phần này ta có 11.000 khiên. Úi xôi, khiên là nhiều. Khiên là nhiều pha này. Anh chưa lấy cái phản chấn là yếu rồi. Pha này chưa mua được em ơi. Pha này anh cũng muốn mua ấy. Có dự đoán 2.1 được nhiêu ron không nhỉ? Có em ơi, dự đoán được hơn 100 ron đấy. Dự đoán thì khoảng 120 ron em mà. Ta phải 2.1 thôi, nửa đầu thì chắc khoảng 70 ron. Nửa sau thì khoảng 50 em. Dự đoán nha. Thì dự đoán pha này luôn. Lượm chiến liệu E2 về chơi à, ok chúng nha, hay quá em ơi. Cái trà đá vừa mới hôm qua các em rất là nhiều, nice. Cái trà đá rất là nhiều nhá. Ok đánh luôn rồi, thì kiểu Ronja đã có bốc lên. Nhưng mà này cho ta cho anh lâu cũng bay màu thôi nhưng mà. Hay quá, lườm rau gấp thịt từ vị trí chinh liêu, đấm lính mà bót đi à. Thật sợ hai ấy, đấm lính bót đi pha này lú. Làm tí xăng mây anh nhé, pha này làm tí xăng mây đi. Pha này tao tí độc lợi đây, pha này code được rồi nhưng mà. Có được hẻ đen đồng vàng hay cẩu rồi này. Làm tí rình mây và đọc sướng là đẹp anh em ạ. Làm tí mây nhá, hai ấy. Tí mây mây hoa này đẹp này. Rồi hai thiết bị tại đã có. Tại thêm men hỏa luôn. Hợp lý. Men hỏa ngay. Lát lấy thêm mát 7 anh em ạ. Cái gì đây, đồng bạc không? Chiếc là ngon, chiếc này hợp lý ấy. Được, chiếc này ngon ấy. Ui mặt quỷ ngon thế. Muốn chiếc quá anh em ạ, mà mặt quỷ ngon quá à. Thôi chết đi, chết là em nha, chết đi, chết hay hơn. Em lại đi. Ui hay thế nhờ. Làm tí sao chép phát là ngon ngay này. Lần đây phải lập này. Đi lên. Ui nó đi xuống vậy.
Ok, không sao anh nhá. Không sao, phần này bỏ qua đường đặt. Đến phần này nó lầm mình ngay ấy. Là cái gì đấy, đạp sớm à? Mồi lửa kẻ hủy diệt. Anh cho mấy 7 solo đi anh à. Video đó anh có làm ở trên YouTube Đài Long Ha rồi, em có thể lên xem nhé. Anh có cho mấy 7 solo rồi ấy. Như solo anh đề 12 phải. Nếu không nhầm là vậy. 100 mảnh đây, 200 mảnh, đúng rồi, phần này lấy mảnh, thật là lời nè. Chín cây 2x3 nhá. Săng mấy, săng mấy. Cần 200 vé đủ E2S1, ok cho em quan tâm cho Scott tới E2S1 phần này. 200 vé hay đủ rồi đấy. Sợ đủ ấy. Sự cứ săng mây anh em ạ. Sự cần săng mây á. Ui sao leo ạ. Sao leo sự cần tí đồng bạc là ngon này. Thì cái tí đồng bạc là mình lụm ngay á. Loại bộ một cái lạ. Đặt lại nhân cách đi. Ui cái này có nhầm một cái lạ anh em ạ. Cái này chỉ có loại bỏ thôi. Giao dịch. Sao chép. Này có sao chép. Ui sao chép 2 đấy. Phần này hồi chết luôn nha. Chết luôn hợp lý ấy. Phần này chỉ 2x3 dưới này. Đây rồi. Đi lên. Ồ, lên hơi xa nhờ. Lên này hơi xa đấy. Này lên gần gần thôi. Lên này hơi xa nè mọi người. Ui cái gì đây, đẹp sướng không. Mãi 91 rồi, 2 lụm hết luôn anh em ơi. Làm tí đồng bạc ngay, rồi lụm hết này. Hay. Cũng được cái 3 sao anh ngủi đấy. Cũng được anh em ơi. Ui mặt quỷ ngon, hợp lý. Thật sự hợp lý mà này. Hay đấy, mà này tao khá giàu anh em ơi, khá giàu rồi. Này thấy cái bậc hay lạ mà giảm giá thôi là báo giàu. Này cũng có một hai là giảm giá à. 3.000 mảnh đó này. Ui, con này gặp Ruin Mây phải lên 50.000 mảnh không? Ruin Mây 1 anh em à, đang sợ cần Ruin Mây 1 á. Sợ cần 200 vé để em roll đấy à, con anh Tùng nhá. Sợ 200 vé roll này là 22 luôn này. Mà Acheron tăng đan theo số lượng hư vô trong team hả? Đúng rồi em ơi. Ấy Acheron ta có cái vết tích ấy. Có một cái vết tích là khi mà đi cùng một hoặc hai hư vô thì sẽ tăng lần lượt như phần trăm sát thương đó. Và tối đa 2 hư vô thì tôi sẽ mất được cái sát thương á. X2X3 nè. Sao chép à, cũng được, sao chép ngon đấy. Đi xuống. Ồ, đi xuống cái này à. Rồi căng nha, biết đâu này ra Ruin Mây không. X1 lại hay này. Ui đánh rồi. Vẫn phải đấm anh em à. Vẫn phải đấm ấy. Phải đấm pha này. Thế luôn, ok, chào em AB Barra ở bên TikTok nha. Ui, quả tên nhìn không ra hả con em à. Quả tên toàn ký đặc biệt thôi, không nhìn ra. Thật là căng, ui, cái áo tràng nữa là chia chém bó chém chuối luôn này. Thật là căng. Chỉ thư tử rôn có điện nhắn sân sau à, cái quan tùng là hay đấy. Anh sợ gì à. Hồi nãy anh thích vô cái sự kiện mà ta nhận phần thưởng hơn mà. Nhận thưởng là ngon đấy. Một kiếm ra bên này kiếm không có bao nhiêu sát thương cả, phải nổ mới đau này, nổ cái này nha. Mày có khiên á, có khiên. Hay, 781.000, nice. Nổ tốt nè. Chào anh, ok, chào em Phong Thành ở bên TikTok nha. Cái tiên nhìn thấy hai bảo hộ là thấy hậu xuyên mấy lắm rồi. Người thay hại nha. Team Dot vui nhàn thật, em build cấp Kha Lesser Wayne cùng một lúc mà mất một tuần là xong rồi. Chúc mừng Trung nha, có lẽ em Trung không tí may mắn trong khâu farm đồ cho Lesser Wayne trên lại cấp Kha này. Thật sự hay mới, thật sự hay đấy. Chúc mừng Trung phải này luôn. Một này là đi không? Phải không chưa đi à? Châu quá nhỉ? Phải này rất là châu anh em ạ. Đã có khiên, ui khiên nhiều thế. Phải này không kịp nhìn khiên rồi, khiên rất nhiều số luôn. Sao nhiều khiên phải này. Mày làm tí anh triệu khiên xe bát đây nhá. Làm tí triệu khiên nổ 10 triệu sát thương này. Hay hay đấy nha. Mà chơi bảo hộ này chúng ta không chơi cái răng được anh em. Bảo hộ này chúng ta lại không chơi cái răng này. Hơi tiếc mà này. Sao chép. Ui mặt quỷ ngon vậy. Mặt quỷ ngon em nhá, mặt quỷ ngon này. Rồi Ruin Mây đẹp luôn ha nào. Thật sự cần Ruin Mây ấy. Đọc sướng không. Chít 2, úi dồi, mạnh chít 2 luôn. Không sao, nếu hồi này mình mạnh mẽ, 4.000 mạnh rồi. Rồi bốn cái khiên sẽ bắt lên rồi vô, đủ ấy. Các cái Lesser Wayne build dễ mà, cơ hữu ta nhá, sợ dễ dàng hoa này. Đã tư bản còn kiếm main đẹp mấy bá vậy, đúng rồi mơ, kiếm bá đạp này uống. Acheron còn sát hương lôi, ATK là ngon hơn vậy anh, sát hương lôi nhá. Còn là Acheron cho em bù là x2 vàng không anh. Có là có cho đã ư, có là có ấy.
Sao farm hay thế nhỉ? Em farm anh Long một tháng rồi mà chưa ra cái gì hết này. Cho em luôn, ta sẽ sớm sớm phải được cho anh Long. Long hơi khó build anh mà, thật sự Long hơi khó build á. Anh lấy thêm mát 7 men hỏa chứ không khi sẽ bắt hết nhanh quá ha. Để xem khi sẽ bắt được nhiều khiên anh em ạ. Úi dồi, khiên nhiều thế nhìn không kịp luôn. Hoặc xa nhiều. Đối với cái loại 14 đi anh à. Ờ ok, đang xem có lên được loại 14 hay không. Biết có lên được hay không anh em ạ. để xem, phải để vẫn chưa có phản chấn ấy. Để có phản chấn phải là mấy boss này thở oxy mình ngay. Chúng ta vẫn chưa mua được cái phản chấn anh em ạ. Giờ cần ấy, công ty phản chấn vào này. Là lập ruyền mây phát là ngon luôn này. Về phát người ta tí đổi vận ấy. Đi đổi vận thôi này. Rồi hai này. Này gõ. Đúng rồi, gõ đây. Vẫn chưa được cái tiếng màu của bảo hộ. Đừng có, hay quá, có rồi. Một nổ. Hay 1.500.000 sát thương. Hay, đấy nó phải như vậy. 1.500.000 rồi này, quá ngon luôn. Còn nổ sát thương là hãy có tiếng tương lai rồi. Rồi tương lai đã có đấy. Captain có Aventurin đây lại ngon nhỉ. Aventurin này, phát 7 sẽ bát với lại men hỏa. Ui, đi này đi bảo hộ nổ phát là phê phê đấy chứ. Sẽ bắt bay luôn con nào ok hơn vậy anh? Nếu hiện tại thì nếu mà build ngon ấy thì anh nghĩ là sẽ bắt sẽ ok hơn. Thì sẽ bắt ta đi chấp healer sẽ ngon đấy. Còn nếu mà anh nghĩ là sẽ bắt chấp healer thì sẽ ngon hơn. Vì nếu mà trong trường hợp bị choáng thì hai con này đều choáng như nhau. Bay luôn sẽ bắt đều đâu có khả năng giải choáng đâu. Thì sẽ bắt sẽ ngon hơn. Nên build được khoảng sẽ bắt thằng 4.500 đét này. Là khiên bao dày luôn, đi hỗn độn là rất là phê quá. Ok, không mất khiên thì bị gì của sẽ bắt luôn. Sờ này sờ phần này, hãy ấy. Đi là tới hồng 3, vừa Hanabi vừa Ronja. Đủ điện chiến kỳ để cho không ai đủ nha. Đủ em ơi. Ủa hình nó tí nổ nổ này, ngon. Một kiếm nó bị chiến chiến liều. Rồi một kiếm vào đây đấy. Hay quá, đánh thức luôn. Quá thơm. Mà lem ngay. Thiết bị gặp gỡ này. Ok, chấp nhận hoa này nhé. Rồi hay, lấy thêm tí mảnh này. Vừa đây mua, nhiều quá đồng bạc là ngon. Đi xuống đi lên ngon hơn ta. Tính nha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cũng như nhau rồi, cũng là 4 ô thôi. Cả hai đều như nhau ạ. Thực sự hôm nay anh định chiếc cái ô dưới đây anh em nhé. Chiếc cái ô dưới đây để hành cái sự kiện nó vô này, hợp lý. Thử nhé. Thử cái sự X2 đi, biết đời có không. Phải chiếc 1 mà. Ui, đại học sớm đầy rồi. Đại học sớm đầy rồi, đấm. Đầy rồi, đại học sướng đã có đấy mà. Rồi, phê phần này luôn. Tí nhiều mạnh vũ trụ phần này đấy mà. Rồi, ngon rồi, tới rồi. Phần này mình có khoảng 5.000 mạnh đấy nhé. Làm tí cũng có khoảng 10.000 mạnh này. Quyền mây 14.000. Ui, sao hết ít thế nhỉ. Không nhiều lắm. Rất không nhiều lắm anh em nhé. Rất không được nhiều cho lắm ấy. Phần này có một tí chít là đẹp này. Một tí chít đẹp là lật ngay. Đủ chưa cái nổ của bảo hộ. Cái này mình khá là trâu anh em. Giá đúng dài luôn chứ. Mình để tắt auto phải chết giác ra này. Cái giá chắc cũng lên được tầm khá rồi. Ok. Rồi trong 4 ta sẽ hưởng rồi chết thử cái giáp này. 15.000 giáp. Ui 30.000 giáp từ sẽ bán luôn hay. Giáp rất là nhiều pha này luôn này. Rồi em quốc được 23.000 đó anh. Ok luôn nhá, hay quá em ơi. Quá khăn băng đấm chắc cũng lâu như lây trụ phố à. Không sai mà. Pha này ta nổ của bảo hộ phải là đi ngay rồi. Ôi nổ luôn à. Hay quá. Này anh nên chờ cái King Spot hay hơn. Thằng này không kịp chờ luôn rồi, nổ rồi. Hay 281 rồi sát thương. Mà nổ hay yếu ấy nhỉ. Nổ hay không mạnh lắm á, nhưng mà thằng này vẫn chưa có cái thằng này vẫn chưa có cái phản chấn. Hơi căng. Đã có King Spot rồi, rất là nhiều khiên rồi nhưng mà tự nhìn không kịp luôn. Quá nhiều số ấy. Thật là rất nhiều số phải này. Ok, đã chưa hồi lính rồi. Up lên trên liêu, một kiếm. Đấy, kiếm tốt này. Ok, 534 sát thương. Đấy. Đập to đấy. Rồi nhìn như tốc lộ mà. 135 trở lên. 135. Aventurin có vấn đề khi... Aventurin có vấn đề gì khi kiên cộng dồn tới từ chiến kỹ à? Vấn đề gì à? Chắc vấn đề thiếu chiến kỹ hay mà. Thì chả vấn đề cả. Ôi, đàn heo sau có giáp à. Đàn heo sau có giáp. Có giáp không ta? Cái này cũng chưa đọc kỹ cái bộ kỹ năng lắm, cũng chưa rõ. Lấy chủ phú, ủa một giấc dậy cũng chưa xong à. Cái trà đá, ủa sợ hơi cát đấy. Hủy gì còn bảo hộ là vừa có đam vừa trâu này. Ôi slip hủy gì ơi, hay đấy. Thì bảo hộ vừa đam vừa trâu luôn. Ủa con này có phản chấn này ngon. Thật sự con này còn cái phản chấn ấy.
sợ cật. Cái phản chấn quá là nó quẹt nó đi luôn rồi. Ờ quẹt phát nó đi chứ mình đâu đi đâu. Lấy còn mất nửa cây của ông boss thôi. Thật sợ cắn, không sao anh em rồi. Biết đâu tao lại có tiếng hay hay ở đại học sướng ấy. Thật sợ hay. Anh ơi, anh roi chơi roi anh có nha, nắm lùi full son ơi. Anh có roi chơi roi nhá. Đặt em á, ok em nhé. Em hãy gửi tin nhắn tài khoản em qua cho anh hãy giúp em tí ai chơi roi phải này. Thật sợ này sợ đấy. Tao ác quỷ vô khô lê vô ha, cả em rất là nhiều. Có tăng giáp anh nó cũng cộng dầu tăng hiệu quả giáp luôn à, hay thế. Một nổ này, hay 500 mấy chục người sát thương. Ô, sao mà này thấy chinh được hết giáp vậy? Thôi là ổn không? Mình chinh được hết giáp rồi em nhá. Đâm đâm thì bát 2, đâm tốt này khiêng lên. Mà này khiêng xe bát thật sự có gì đó rất là trâu á. Anh biết Athena Gaming không? Em có gửi một lần rồi á. Có lẽ hiện tại anh đang bị lạc lạc rồi em á. Em có thể chấm cái để nhắn em hiện lên. Anh nhớ là có tí Hina Gaming này. Nhưng mà anh có tí lạc lạc mất em rồi. Lạc mất em ra rồi thôi này. Dạo tôi một tức quá nuôi ông Sam ơi, mọi sự hạnh phúc đều phải có tí thời gian ấy. Mọi sự trên đời hạnh phúc phải này. Rồi đã có khi bị xe bá. Tối thứ tư em gửi anh tài khoản mật khẩu Roy ra chơi Roy em nhé. Em gửi tối thứ ba em ơi. Thì sáng thứ tư em ta Roy em à. Còn nếu em ở server khác thì tối thứ tư gửi cũng được em. Còn nếu em muốn tham gia vào buổi sáng thứ tư thì ta sẽ gửi hết giờ tối thứ ba này. Em ta một tí Roy cho em HG này luôn. Rồi hay, nổ, phải nổ là đi nè. Hay, chưa đi à. Rocket Châu thì vị trí mà mập này nè mà. Rồi nice. Hơi khắc đại quyết định đã đến. Đây rồi, ui kho dẹp giá. Được đấy. Đạp sướng bên ngoài bầu trời. Let's go. 5.270 mạnh. Em xin slot đầu Ruben em mỗi một nha, ok quan trọng nhá. Một lít này sẽ có tí gì đó thay đổi không? Thay đổi phần này nè. 12. 10.000. Hay 11.000. 11.000 rồi anh em ơi. 11.000 rồi này. Hay này. Thật sự ít hay. 200. 5.670. Wow. Thật sự tuyệt vời phần này ơi. Thật sự tuyệt vời. Hay đấy. Thật sự hay. Hay. Thật sự hay phần này. Úi giời. Này sư anh em ơi. 11.000 mạnh rồi. Quá đã luôn. Này. Này giao dịch à. Anh này xuống ngay giao dịch. Xuống đây lát rồi chít ô này xuống rồi hồi hợp lệ. Giao dịch ngay. Sơ có tí giao dịch đấy. Giao dịch này ngon. Hợp lệ. Sao này mày thế. Thật sự mày bắn qua này rồi mua hết rồi. Sao này giàu rồi. Giàu hay vô cáo bảo thật thiết luôn. Áo bà. Chơi bảo hộ này chắc là chúng ta sẽ không lấy cái răng rồi nữa nha. Bảo hộ này không cái răng đâu. Hồi này lấy áo bào thôi đủ rồi. Cái răng ấy hơi lỏ. Rồi mua hết luôn, đại lộ hà đầu tí giàu sang anh em ạ. Ui 13.000 mạnh, ui mì còn 12.000 mạnh này. Thơm. Sao OX2 kia đi xuống, anh nói nhanh quá. Vậy thôi anh cần tí sao chép em ơi. Sao chép ấy. Đi sao chép à. Sao chép chỗ này, này nó hơi canh đấy nhỉ. Con này sự tí hay không. Này đi xuống này. Rồi sao mình sẽ đi xuống đây anh em nhé. Đi xuống đây này. Rồi sau đó có sao chép vàng cái mình xuống đây nha. Rồi hợp lấy một tí độc lệnh. Mà này có sao chép vàng là đẹp này. Tí độc lệnh ngay này, độc lệnh nha. Phải độc lệnh đấy. Em vừa kích hoạt phát mất luôn 10.000 mạnh vũ trụ. Thật sự căng tới vị trí em xe đốc này. Thật sự căng em ơi, là hơi căng đấy. Tí không anh em. Làm tí nha, thôi sang vị diện sau làm tí em nha. Vị diện sau làm tí lại hay. Rồi mua hết luôn. Để xã hội ngay. Hai đây rồi lên nè. Thì mua hết luôn. Rồi hai, nice. Vàng. Phần này hình thành thám hiểm nè. Màu vàng nào. Ôi giời ơi, không có màu vàng để đâu ha rồi. Không có độc lệnh phần này rồi anh em ơi. Không có độc lệnh rồi. Không sao, phần này mình mạnh mẽ đấy. Một đấm là vô, let's go. Ít khi Venturin phải dùng chiến kỳ lắm. Đánh theo sau đánh hết rồi à. Ok, the second nha. Với Ron vui, với rùi Rai Genro SE2 cũng quá sớm là được này. Rồi anh Tùng nhá. Răng điên sợ à. Với răng không có ù lắm phần này. Không cần chôn được ấy. Không cần chôn được phần này. Ôi phần này có cái sao chép mà một vào lại ngon. Nếu mà vào làm tí ngay ấy. Ui khiên gì thế.
Sửa bài gần tí nâng cấp full là đẹp. Con này chắc cũng không cần Remake 1 đâu, Remake 2 lại ngon hơn em nhé. Ờ, Remake 2 là hợp lý chứ. Remake 2 phải không, tao lầm ngay này. Rồi, hai tăng tấn công cái kiểu luôn, tuyệt kỳ chi lừa đã có. Một kiếm 1 triệu 9 à, càng thế. 1 triệu 9 luôn à, càng. Ôi, code này bị lỗi rồi. Rồi bây giờ sao chết vàng anh em à. Giờ là sao chết vàng này, ảo thật đấy. Lại có lỗi rồi này, cài thật sự ấy. Tao nghĩ một lúc ra hai mây một lúc, vì lát anh sẽ sao chép ra x3 mày mơ. X3 thì hai mây đâu có ok đâu. Sao chép x3 thì hai mây lại lỏ ấy, lại chọn một thôi ấy. Cái này hay quá, ok là ra nhá. Hay lo đâu cái chèm công cụ đông mới đi sóc. Let's go. Phải ra sao chép vàng anh em à, hay thật. Phải ra sao chép vàng ở đợt trước là ngon rồi. Lầm ngay ấy, lầm bội ấy. Hay quá, phản kích, ui phản kích 1 triệu sắc, ui phản kích 2 triệu. Ui có sợ không? À này hết thẩu si rồi, mời ngon quá, hết thẩu si rồi. Ui 2 triệu hết thương. Đúng vậy. Thật sự 2 triệu hết thương phải này, nổ. Ui phải nổ bao hộ 210 người mấy nghìn này. Một kiếm. Ui 1 triệu 8. Thêm kiếm nữa nè. Thêm kiếm nữa anh em nhá. Thật sự ác quỷ phải này luôn. Con em mày Hanabi quá rồi, con này con hai cái đây. Ui 2 triệu 7. Một tí gì đó không? Xúc sắc đa gì lấp lánh á. Ui cái này ngon đó nhỉ. Cái này ngon nhá. Giờ chắc cũng không cần thẻ đen đồng vàng, những 19.000 mảnh rồi, nhiều quá rồi. Cái này lát lấy sau anh em à. Ờ hợp lý, lát em lấy sau nhá. Lát sang cái viện ta lấy sau, hợp lý. Gây bị xa nơi á, ok xa lấp nhá, sợ gây gớm này đấy. Đấm ngay. Bạn đánh tôi bạn mất máu, tôi đánh bạn thì bạn cũng mất máu này. Ui x2 luôn à. Làm tí không? Rủ quen mấy? Maybe. Maybe phần này không? 21.000 mảnh rồi. 12 đẹp nhá. Phần này người ta lấy mảnh này lấy áo bào phát nổ phát là 10 triệu ngay. một tí gì đó này. Mua hết. 21.000 mảnh à. Họ phải có đạp sướng thêm cái này ngon nhỉ. 40.000 mảnh đâu. Ôi bảo hộ cuối cùng đã có rồi, 21.000 mảnh. Ui thơm đấy. X2 nè. Phần này mình lại cần một cái gì đó nhưng mà phần này mình lại cần một cái gì đó giao dịch đấy. Khu giao dịch nè. Quỷ là ngon vậy. Được đấy. Làm tí thám hiểm anh đi nha. Phải thám hiểm rồi. Hai mây một lúc à. Ui có lẽ không. Bé dừa này hôm nay có tí 22 ấy nha. Hai mây một lúc là hợp lý em nhá. Hai mây một lúc là hợp lý này. Lấy cấp K đi mà này chứ cũng chả cần lấy thêm ai. Cái cuộc sống nó bắn mà. Rồi bắn này. Cuộc sống này có vật hay là chạy nhanh anh em nhé. Nên thôi này bắn kịp ấy. Ui hay. Ui đánh liên tục à. Ơ hay. Ơ lại hai à. Cái thấy hay này. Ôi vẫn chưa. Ô hay. Lại hay. Ôi nổ rồi anh em à. Lại tí hay con này ấy. Được ấy. Thật sự hay con này. Ok nice anh em à. Úi xôi. Rồi cái thấy hay đấy. Rồi hay rồi đủ anh em à. Rồi xong làm tí là đồng bạc là đẹp anh em. Nãy giờ mình chưa có đồng bạc anh em à. Đồng bạc không. Đồng bạc. Cái này là vô cái này à, bỏ qua. Này không cần. Đồng bạc nè. Ui không có đồng bạc anh em ạ. Là có đồng bạc nhưng không có đồng bạc rồi. Sao chép à. Sao chép này có nó hơi căng ấy nha. Chắc không lấy sao chép này anh em. Ừ, sao chép này nó lại vô cái ô nâng cấp này lại lỏ ngay. Ờ thôi cái này không liều rồi nè, không liều được. Em có làm tí tư bản đi cái nữa. Ok chết Hoàng Huy nha. Ok Hoàng Huy rất là nhiều, ok mơ đi cái nữa Hoàng Huy luôn. Cái gì đây? Bóng đêm vô tận đổ côn trùng, ok ngon đấy. Tổ côn trùng không có cái bậc hay lại ngon này mà. Có đồng bạc phát 20 triệu đam à. Ok cho lại gật khúc ra này mà. Ui 27.000 mảnh rồi này. Con này thực sự còn tí biến cái ô biến cái ô thưởng thành cái ô giao dịch em mà, đúng vậy. Thưởng giao dịch à. Ui ôi, ra thưởng rồi anh em ơi. Ruin mây không? Thưởng có ruin mây em nhá. Biết đâu không? Cái gì đấy? Thấy màu nó xanh lạ nhá. Không biết sao anh em à. Rồi được chết đi. Con này chết cái mặt quỷ anh em nhá. Chết mặt quỷ đi. Ủa hai mây đâu à? Hai mây cất kho rồi. Hai mây cất kho đến lượt sau ấy. Ui 34.000 mạnh.
thật sự cái thế nhiều nhiều mảnh này, 31.000 rồi. Ui nhận 3.700 mảnh. Ờ ha, quên nãy quên lấy mát 7 men hỏa rồi, quên. Ủa có mát, có men hỏa hơn quá có này mà. Ok lấy mát 7 vô nha. Rồi cái này làm tới cho nâng cấp lên, không biết là nhiều như chút phút này. 74 à, ok không nhiều lắm rồi, nâng cấp hết luôn. Rồi làm tới nâng cấp hết rồi này. Tụi 1 tiếng 30 phút rồi. À sủi sủi anh Thảo Anh à, chạy Thảo Anh mà YouTube chứ. Bà rồi mày nước miếc à. Có vào chưa, áo choàng tím chưa anh? Có rồi mày, có rồi nhá, có rồi. Sợ có rồi đây, đây rồi. Làm tí Triệu Khiên xe bát này. Triệu Khiên xe bát rồi anh em. Triệu Khiên. Anh em nào sẽ hay có thể cho đặt lô ha, xin một like một lượt đăng ký anh em nhé, các anh em rất là nhiều. Anh em sẽ hay có thể đây là đặt lô ha một lượt like này. Sợ này sợ hay luôn. 34.000 mảnh anh em à. Thì thấy nhiều mảnh vào này này. Các em Yuki vừa gom phần quà các em rất là nhiều. Này sợ em ơi. Ông stream bên nào nữa vậy? Mình đang stream ở YouTube với cả TikTok nha. Mỗi tay xa mà hồi này không mỏi tay đâu anh em à. Hồi này có 74 chút phút thôi. Nhiều mảnh hay đúng rồi mà. Hồi này đã có hai bàn tí cốt cốt hay là nhiều mảnh ngay. Tự nhiên 34.000 mảnh luôn, ảo thật đấy. Em đoán hơn 10 triệu à. Ok nha, mấy anh em đoán thì khoảng 20 triệu vậy mà. Mà không biết là có được 20 triệu không đấy. Vì pha này là con bò nó chạm nhẹ mình phát rồi nó bay màu sư rồi. Cơn em Weibo và em Phúc vừa thôi là cô ha cơn hay rất là nhiều. Sau một tí chinh liêu đi anh à, ok nhá. Ok mà tí chi tri thức này. Hợp lý em à. 33.000 mảnh rồi hài. Mỗi lần thấy cảnh nâng cấp chúc phúc, em lại mong nhà phát hành cho ra tiên là cho ra gì vậy Hu Tao ơi. Chị hiểu ý em, Hu Tao này có lẽ là cho tính năng nâng cấp nhanh. Ừ đúng rồi nha, đúng rồi. Cậu biết tính năng nâng cấp nhanh đấy. Chuẩn em ơi. Giúp đi bỏ đồ khó 4 đi. Ok Thảo Anh nhá. Ok Thảo Anh phải quấn. Sẽ bắt solo đi. Bắt này cho men hỏa mắc 7 luôn cho ngon em ơi. Con này bỏ full son ra luôn em nhé. Con này không cần full son luôn. Lấy đúng 3 nhân vật đi luôn. Ôi con này khiên là nhiều. 33.000 mảnh. Vẫn còn 33.000 mảnh này. Em trận trần nhập vô màn hình này. Ok không táo nhá. Thật sợ hay. Chết chinh lưu đi anh. Em thấy chinh lưu có trấn tới đồng 2 rồi em ơi. Này không cần chết đâu. Con này chỉ cần làm tí xe bát nổ ở đây này. Cảm giác như con bò chạm nhẹ mình phát đi luôn, chưa kịp nổ. Có cảm giác như vậy. Có cảm giác như vậy này. Rồi ok, hay quá, hay dòng cuối anh mà. Rồi đây rồi, vẫn còn hơn 30.000 mảnh. Thực sự có tuyệt vời không? Kể thấy nhiều mảnh này, nổ 20 triệu sát thương của xe bát này. Thật sợ hai ấy. Sợ hai. Tiền nhiều quá đôi khi cũng mệt. Ok lòng nha. Mấy anh còn bao nhiêu RAM? RAM gì vậy Thảo Anh ơi? Mấy anh thì còn khá nhiều RAM ấy. Này làm tí nhiều RAM hôm nay này mà. RAM đủ xài. Ôi đầy rồi. Hơi khác quyết định rồi đổi đồ lại nhá. Hôm nay đổi team lại cái. Đấy xe máy mang hỏa mát 7 này ok. Rồi có rồi đấy đủ team anh em nha. Rồi chết đồ. Rồi đổi là mát 7 luôn này. Các bạn lấy tạm cái này đấy, ok. Lấy tạm anh em à. Với tích thì một điểm à. Nâng cấp nha. Làm tí nâng cấp đi nhờ. Không biết em Hoàng Huy còn gì đó ngon. Bài hết luôn rồi à. Mượn thêm cái nữa nha. Hết rồi. Rồi làm tí này. Ok làm tí có gì đó phòng thủ không? Phòng thủ, hay có phòng thủ, đây rồi. Hơi khắc đã đến. Phú Xuân à, ok Phú Xuân luôn. Phú Xuân, men hỏa này. Lấy hết rồi phòng thủ qua cho mát 7 anh em nha. Rồi phòng thủ luôn, hai này. Đồ men hỏa lấy mát 7 luôn, rồi đúng rồi đấy. Mát 7 chúng ta sẽ tạo khiên nhiều hơn men hỏa, rất là ngon. Phòng thủ là ngon vậy, được đấy. 72.700 phòng thủ. Mình không có tốc độ nhỉ. Xem em boss nó lấm, mình phải nó bay màu sừ rồi. Lấy phần trăm phòng thủ quá anh em nhé. Phần trăm phòng thủ. Đúng vậy. Lấy mượn của Rain Man cái đi. Cái Rain Man này ngon này. 4.8. Số này cao hơn nhỉ. Ui cái này 15 chấm luôn. Cái lọc này vô lý ấy nhờ. Cái lọc này có gì sai ấy nhờ. Cái lọc này có gì sai này mà. Này độ hiếm đi. Phần trăm phòng thủ. Cái lọc này có gì sai. Phòng thủ này. Phần trăm phòng thủ là có rồi. Ok lấy cái này nè. Rồi hợp lý đây, đúng rồi đấy. Cái này phòng thủ 9.7 đúng không?
Phòng thủ 14.5 này đại rồi. Phòng thủ có áo phần trăm phòng thủ không? Từ nhá, để anh kiếm cái áo phần trăm phòng thủ cái cho men hỏa cái nhưng mà phần trăm phòng thủ không có luôn à. Nó chỉ có đúng một cái áo luôn anh em nhá, thật sự có đúng một cái áo luôn đấy. Phần trăm phòng thủ đây rồi, lấy mượn của Pata. Ok, mượn của Lilith luôn này. Thằng đi mượn thôi anh em à. Ok, mượn tiếp này. Này phòng thủ này. Ok, có gì phòng thủ rồi nhá. Bỏ chìm nhẹ phát bay màu à. Rồi đủ anh em, 2.000 phòng thủ của mình hỏa. Đủ rồi đây, let's go. Rồi phần này chết anh em nhá. Chúng ta đang có cấp rối loạn 15 này, 32.000 mảnh. Anh này cộng như còn 1.038% lượng khiên nhận được. Đầy rồi, cấp rồi 15 anh em à. Hai anh ok cho em chung lên 11122 ở bên TikTok nhá. Đấm Argenti, chắc chắn Argenti rồi. Để tiêu này có khi đam to hơn à, đó. À, tiêu này là tiêu nổ lên 22 hết rồi. Bập lên, đi nè. Let's go. Đã có. Rồi, xuyên này. Úi dồi, úi. Bình tĩnh, boss ơi, bình tĩnh. Đứng, đúng rồi, chạm nhẹ thôi. Đừng. Đừng chạm nữa, xuyên đấy. Ơ, nổ à, vãi vào này mình chưa. Ơ, bình tĩnh nha. Ơ, bình tĩnh. Gì đám nó bay màu rồi vậy? Chưa bóp được gì mà. Chưa được gì đi rồi nhưng mà hỏng rồi, đánh thừa cái đi. Úi rồi 5 triệu luôn, chưa kịp làm gì nhưng mà chưa kịp nổ luôn. Ôi nhanh thế, ôi sợ quá mạnh đấy. 5 triệu luôn à. Ui rồi, boss vô đảm nhẹ cái phản chết đi luôn.